Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tại các địa phương trong tỉnh. Huyện Tân Lạc thúc đẩy tiêu thụ nông sản chủ lực. Cảnh sát Canada truy lùng hai nghi phạm trong vụ đâm dao khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, cùng với cả nước hơn 239.000 học sinh, sinh viên tỉnh Hòa Bình tưng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng tại các địa phương trong tỉnh. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, huyện Cao Phong, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới dự lễ khai giảng và chia vui với thầy và trò nhà trường. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, huyện Cao Phong có 345 học sinh. Do nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều em học sinh phải đi học bằng thuyền trên sông Đà, nhà cách trường từ 4 đến 7 km, không về được trong ngày, nên nhà trường có tới 220 em học sinh bán trú. Năm học 2021-2022, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, biểu dương những thành tích của ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai đạt được trong năm học vừa qua với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục dân tộc và giáo dục vùng khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm học vừa qua để dạy tốt, học tốt. Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ về những khó khăn của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai và khẳng định các em học sinh là tương lai của đất nước, gia đình, xã hội. Đất nước có phát triển phồn vinh hay không chính là ở sự nỗ lực cố gắng trong học tập của học sinh. Tôi rất mong các em, các cháu nỗ lực học tập để làm sao đó mình thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi, có kỹ năng, biết làm việc để có thể giúp ích trước hết là cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và góp phần cho tỉnh Hòa Bình, cho đất nước của chúng ta. Các thầy giáo, cô giáo có một ý nghĩa và vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập, trưởng thành của các em học sinh. Vì vậy, mong các thầy giáo, cô giáo luôn luôn gắn bó với các em bằng tình thương, bằng trách nhiệm. Tôi mong làm sao lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo huyện Cao Phong hãy nghiên cứu có chính sách hỗ trợ tối đa đối với các gia đình khó khăn. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai và tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị tặng các suất học bổng cùng nhiều phần quà giá trị khác cho học sinh nhà trường. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự khai giảng năm học mới 2022-2023. Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh hiện có 853 học sinh. Trong năm học vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm học đề ra. 99,9% học sinh đạt học lực khá và giỏi, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định và là trường dẫn đầu các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Năm học mới 2022-2023, nhà trường đón nhận 280 học sinh khối lớp 10,
đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một học sinh đạt giải vàng trong cuộc thi phát minh và sáng chế quốc tế lần thứ 11 tại Hàn Quốc. Năm học mới 2022-2023, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 69 trường với trên 30.600 học sinh. Mặc dù hiện nay trên địa bàn thành phố đang thiếu khoảng 105 giáo viên, tuy nhiên để đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018, thành phố Hòa Bình đã căn cứ vào tình hình thực tế, ưu tiên số lượng và chất lượng giáo viên đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7. Tại trường Trung học phổ thông Cộng hòa huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Cộng hòa có 900 học sinh, trong đó có hơn 300 học sinh khối 10. Đây là cái nôi đào tạo con em các dân tộc thuộc vùng Cộng hòa gồm 7 xã thuộc vùng khó khăn, vùng cao của Lạc Sơn. Năm 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đạt 99,64%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp đạt 6,58, xếp thứ 13 trên tổng số 48 trường trung học phổ thông, trường chuyên và các trường dân tộc nội trú dự thi, tăng 3 bậc so với năm 2021. Năm học 2022-2023, huyện Lạc Sơn có 60 trường với trên 33.300 học sinh. Năm 2022, Ủy ban dân huyện đã đầu tư xây mới sửa chữa một số công trình nhà lớp học với tổng kinh phí khoảng 116,7 tỷ đồng. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 21 học sinh, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Nhiều phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm học 2021-2022 là một năm kiên trì mục tiêu chất lượng, cố gắng hoàn thành kế hoạch năm học, thì năm học mới này mục tiêu đặt ra của ngành giáo dục tỉnh là củng cố, nâng cao chất lượng và hoàn thành được các nhiệm vụ mục tiêu đổi mới, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Sau thời gian dài biến động vì dịch COVID-19, năm nay khi dịch bệnh được kiểm soát, cùng với cả nước, hơn 239.000 học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới với lễ khai giảng được tổ chức theo cách thức truyền thống. Lễ khai giảng diễn ra theo hướng gọn nhẹ nhưng đảm bảo trang trọng với tinh thần tươi vui rộn ràng để khích lệ các em học sinh bước vào năm học mới một cách hào hứng, phấn khởi. Trước năm thềm năm học mới thì em và các bạn sẽ cố gắng thực hiện lời dặn dò của thầy cô và cha mẹ và là sẽ luôn luôn nỗ lực không ngừng trau dồi bản thân và chăm chỉ học tập để luôn luôn nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng và mong đợi của thầy cô và cha mẹ. Hôm nay em rất là vui khi mà được dự tại khai giảng trực tiếp, bởi vì là trong 2 năm vừa qua thì dịch bệnh đã rất là căng thẳng nên là chúng em phải học trực tuyến rất là khó khăn. Và bây giờ thì là dịch đã được kiểm soát nên là chúng em đã có thể đến trường và đi học cùng nhau với các thầy cô, bạn bè nên là em rất là vui và cũng tự nhủ rằng là mình sẽ phải thật là cố gắng trong năm tới bởi vì đó là năm cuối và cái kỳ thi rất là quan trọng của em ạ. Năm học mới 2022-2023 được xác định là năm học trọng tâm của đổi mới giáo dục. Khi mà trong năm nay, ngành giáo dục tiếp tục áp dụng lộ trình đổi mới sách giáo khoa đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7. Bố trí nguồn ngân sách mua sắm thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, trong đó ưu tiên mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 với tổng kinh phí dự kiến trên 56,5 tỷ đồng. Phát hành đầy đủ kịp thời sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đến các đơn vị trường học, đảm bảo cho giáo viên và học sinh có đủ sách để giảng dạy và học tập. Ra soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Thời điểm hiện tại thì bây giờ đội ngũ của nhà trường là đảm bảo đủ để thực hiện với cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Cái thứ hai nữa là đối với lại cái cơ sở vật chất của nhà trường thì nhà trường đã đầu tập trung về cái việc đầu tư về cơ sở vật chất, các trang thiết bị để cho phục vụ về cái thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến thời điểm hiện tại thì 100% các thầy cô giáo đã được tập huấn về cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh,
phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, công tác truyền thông giáo dục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nơi đây là vườn ươm hạt giống tốt cho đồng bào con em các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Vì thế cho nên là trong cái công tác giáo dục dân tộc thì nhà trường là làm thường xuyên, thực hiện tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên để làm sao để cho các em có một cái định hướng về trong học tập, trong cách nhìn nhận và đặc biệt là cái kỹ năng sống ở trong nhà trường. Đối với các em là người học sinh dân tộc ở vùng có điều kiện khó khăn, nhà trường luôn luôn quan tâm và có hẳn cả những cái chuyên đề, có hẳn cả những cái chương trình để làm việc và để thực hiện và cho các em làm sao thực hiện tốt. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 522 trường học với trên 239.000 học sinh sinh viên. Chủ đề của năm học mới này là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Một năm học mới đang bắt đầu trong bối cảnh thách thức của đại dịch khi số trường hợp mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã có những giải pháp cụ thể nhằm chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình thiên tai dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Sơn, huyện Lương Sơn thì là địa bàn giáp danh với hai huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ của thành phố Hà Nội, cũng là một trong những địa bàn phức tạp, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch. Từ khi dịch bùng phát trở lại, có nguy cơ bùng phát trở lại, thì nhà trường cũng đã có một số các biện pháp như sau: tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh và các em học sinh thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, phối hợp với lại trạm y tế xã Hòa Sơn, tuyên truyền, phổ biến thông tin, rà soát các đối tượng học sinh, động viên các em thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng. Lấy học sinh làm trung tâm, tập trung đổi mới, sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục cả nước trong năm học mới. Để làm được điều này, đòi hỏi toàn ngành giáo dục cố gắng nỗ lực hơn nữa để vượt qua được những thách thức của quá trình đổi mới, qua đó đáp ứng được kỳ vọng của xã hội về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, huyện Tân Lạc thúc đẩy tiêu thụ nông sản chủ lực. Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, xác định nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế của địa phương, những năm qua huyện Tân Lạc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực, đặc biệt là cây có múi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông Lê Chí Sơn ở phố Chợ Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc bắt đầu trồng cây bưởi đỏ, cam và cây keo trên diện tích gần 30 ha. Thấy được giá trị của cây có múi hàng năm cho lợi nhuận cao, gia đình ông Sơn đã bán bớt diện tích đất rừng trồng keo để tập trung đầu tư gần 11 ha đất trồng bưởi và cam. Đến nay, cây bưởi đỏ Tân Lạc và cam mang lại thu nhập ổn định, trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng. Trước đây chưa có ô cốp thì thực ra mà nói là cái thương hiệu của mình nó cũng chưa được là nhiều người biết lắm. Thế nhưng mà bây giờ là từ khi mà hợp tác xã tôi là đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, cũng có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, cho nên là nó cũng nhiều người biết đến. Cái thứ hai nữa là thị trường nó cũng tin tưởng được, vì thực ra mà nói ví dụ như là hợp tác xã tôi là sử dụng toàn là phân bón với lại thuốc bảo vệ thực vật đấy là bằng sinh học. Những năm gần đây, cây ăn quả có múi đang là hướng đi tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tân Lạc, bởi loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, nhất là mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra tương đối ổn định. Thực hiện nghị quyết số 10 của huyện ủy Tân Lạc về phát triển diện tích cây ăn quả có múi, đặc biệt là bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi da xanh, diện tích cây bưởi đã được nhân rộng lên hơn 1.100 ha, diện tích cho sản phẩm khoảng 900 ha, sản lượng bình quân 30 tấn một ha. Hiện nay, huyện Tân Lạc đang xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi ổn định, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bưởi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, đặc biệt là tìm hướng xuất khẩu bưởi đỏ Tân Lạc ra thị trường nước ngoài. Tiến tới thì các cái hợp tác xã bưởi được cấp mã số trồng, tiến tới là thực hiện Global Gap để xuất khẩu sản phẩm bưởi ra thị trường nước ngoài. Thì cũng hỗ trợ các hợp tác xã có sản phẩm được tham gia các cái hội chợ chẳng hạn để
quảng bá các cái sản phẩm của mình ra với thị trường. Để phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng phối hợp với các doanh nghiệp có chuyên môn về khoa học công nghệ, phát triển các giống có chất lượng, nhân giống các cây đầu dòng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả để cây ăn quả có múi phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng cấm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt vào những tháng cuối năm cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ngành chức năng để kiểm soát thị trường hàng hóa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo báo cáo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 667 vụ, qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 102 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là trên 550 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lĩnh vực an toàn thực phẩm và một số vi phạm khác. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng. Trước tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào thời điểm từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng. Đây cũng là thời điểm hàng hóa kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ bị trà trộn trên thị trường, người tiêu dùng luôn lo lắng. Hôm nay thì tôi có mua một số sản phẩm về cho gia đình sử dụng hàng ngày này. Thì tôi cũng thấy là bây giờ hàng hóa rất là đa dạng và phong phú. Mà tôi mong các cơ quan nhà nước là cần quản lý và yêu cầu kiểm tra chặt chẽ để cho chúng tôi gọi là yên tâm để sử dụng những cái mặt hàng. Xác định rõ diễn biến phức tạp của thị trường những tháng cuối năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là tại các điểm bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, để kịp thời phát hiện những hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật tới các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó các tổ chức cá nhân hiểu, nắm bắt được và thực hiện cho tốt. Hai, là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong thực thi công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng, mỗi người tiêu dùng cũng phải thực sự là những khách hàng thông thái trong việc lựa chọn những hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời nêu cao ý thức trong việc thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các cơ sở đơn vị kinh doanh có dấu hiệu buôn bán vận chuyển hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính, ổn định thị trường hàng hóa. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Cảnh sát Canada đang truy lùng hai người đàn ông sau một vụ đâm chém hung hãn ở tỉnh miền trung Saskatchewan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết các cuộc tấn công xảy ra ở 13 địa điểm vào Chủ nhật. Họ đã xác định được hai người đàn ông, 30 và 31 tuổi là nghi phạm. Cảnh sát cho biết một số nạn nhân rõ ràng là mục tiêu của các nghi phạm, nhưng những người khác dường như đã bị tấn công một cách ngẫu nhiên. Các nghi phạm được cho là có vũ trang. Cảnh sát nhấn mạnh hiện rất khó để xác định động cơ vụ việc và kêu gọi người dân ở trong nhà và kêu gọi các nghi phạm tự ra đầu thú. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án các vụ tấn công này là kinh hoàng và đau lòng, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân tuân thủ chỉ dẫn của nhà chức trách. Trước đó, cảnh sát thông báo rằng nhiều khả năng còn có những nạn nhân bị thương khác đã tự mình tới các bệnh viện khác nhau. Tại châu Âu, cuối tuần qua, hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung ở Cộng hòa Séc lên tiếng phản đối chính phủ EU và NATO. Dưới biểu ngữ Cộng hòa Séc trên hết, khoảng 70.000 người đã tuần hành qua thủ đô Praha, yêu cầu liên minh của đất nước thực hiện nhiều bước hơn để kiềm chế chi phí năng lượng tăng cao. Họ kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt chống lại Nga và thay vào đó thiết lập một thỏa thuận cung cấp khí đốt mới. Những người biểu tình cũng kêu gọi thủ tướng nước này từ chức và thúc giục chính phủ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sự phản đối
đối với EU và NATO cũng đã được lên tiếng với những người biểu tình nói rằng Cộng hòa Séc nên trung lập về mặt quân sự. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ liên minh của nước này sống sót sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Chính phủ Đức vừa công bố một gói cứu trợ mới, Thủ tướng Olaf Scholz công bố quốc gia này sẽ chi ra khoảng 65 tỷ đô la Mỹ để giúp các doanh nghiệp và người dân đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Chính phủ Đức cho biết họ có kế hoạch thu tiền thông qua thuế đánh vào các công ty điện và bằng cách đưa ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu vào một ngày sớm hơn. Đây là gói cứu trợ thứ ba được Đức công bố kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nâng tổng số quỹ cứu trợ lên gần 100 tỷ đô la Mỹ. Gói mới cũng theo sau việc ngừng cung cấp khí đốt vô thời hạn từ đường ống Nord Stream 1 của Nga vào thứ Sáu. Ông Scholz nói thêm rằng giới hạn giá điện cũng sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất và nói rằng Đức sẽ có đủ nguồn cung cấp khí đốt để vượt qua mùa đông. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa giành được giải Emmy của Học viện Truyền hình Hoa Kỳ ở hạng mục Người kể chuyện xuất sắc nhờ tham gia vào vai người dẫn chuyện trong loạt phim tài liệu I Guess Nathan Park của dịch vụ phát video trực tuyến Netflix. Theo thông báo từ Học viện Truyền hình, Tổng thống thứ 44 của Mỹ đã đánh bại những người như người dẫn chương trình truyền hình Anh David Attenborough, nữ diễn viên Mexico gốc Kenya Lupita Nyong'o và cựu cầu thủ bóng rổ Mỹ Kareem Abdul-Jabbar để nhận được giải thưởng cho cách kể chuyện trong bộ truyện đầu tiên mang tên A World of Wonder. Người đàn ông 61 tuổi đã giành được giải thưởng cho công trình nghiên cứu tài liệu 5 phần Công viên Quốc gia Vĩ đại của chúng ta được tạo ra bởi Higher Ground, một công ty sản xuất do Barack và Michelle Obama điều hành. Trước đó, vị cựu tổng thống hai nhiệm kỳ của Mỹ này đã đoạt hai giải thưởng Grammy ở hạng mục bản audio xuất sắc nhất với phiên bản audio của cuốn Dream from My Father năm 2006 và Dream from My Father năm 2008. Một số sự kiện mùa thu truyền thống ở Nhật Bản vốn bị tạm ngừng 3 năm qua do đại dịch virus corona đang thu hút đám đông trở lại lần đầu tiên. Những chiếc xe rước màu sắc đã trở lại thành phố Takasaki thuộc tỉnh Gunma phía bắc Tokyo. Các nhà tổ chức kêu gọi những người tham dự sự kiện thực hiện các biện pháp triệt để chống lại sự lây nhiễm virus corona. Ở quận trung tâm Nagano, trẻ em ăn mặc như các đô vật sumo thực hiện nghi lễ nhập nhẫn. Một cuộc thi khóc sumo dành cho trẻ sơ sinh đã được tổ chức tại một ngôi đền ở tỉnh Tottori, miền Tây nước này. Các đô vật nâng những đứa trẻ lên trên đầu của họ để cầu nguyện cho sức khỏe của chúng. Ở tỉnh lân cận Hiroshima, mọi người giải tỏa căng thẳng trong một cuộc thi la hét. Và ở Kyoto, các nhà sư Phật giáo từ chùa Enrikuji trên núi Hiei đã tụng kinh để cầu nguyện trong một buổi lễ được tổ chức tại đền Kitano Tenmaru. Các thầy tu thần đạo và Phật giáo đã cùng nhau cầu nguyện cho sự kết thúc của đại dịch và hòa bình thế giới. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.